Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khám Phá Lucky. Các bạn thân mến, mặc dù sở hữu thân hình to lớn, lực lưỡng, vậy nhưng những loài chó sau đây lại vô cùng trung thành và dễ bảo. Và một điều đặc biệt, đó chính là sức mạnh của chúng không thể bàn cãi. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về top 10 những giống chó lớn nhất trên thế giới nhé. Đầu tiên, chó cứu hộ Saint Bernard. Nói tới giống chó khổng lồ thì không thể không nhắc tới giống chó St. Bernard. St. Bernard là sản phẩm của sự kết hợp giống chó bản địa Thụy Sĩ và Mastiff. Giống chó này có kích cỡ trung bình từ 65-120kg và chiều cao khoảng 70-90cm. To lớn như vậy nhưng St. Bernard vẫn di chuyển và hoạt động rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Về mặt tính cách, giống chó khổng lồ này được yêu mến bởi sự ngoan ngoãn hiền lành và rất thân thiện với mọi người. Chúng trung thành và rất tôn trọng chủ nhân của mình. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ cũng sẽ yên tâm khi nuôi St. Bernard. Bởi vì chúng rất bình tĩnh và tình cảm với mọi người, chúng có thể thay bạn ngồi trông trẻ, tuy nhiên cũng hạn chế để trẻ một mình bên chúng. Bởi vì giống chó này to lớn và sức cũng rất khỏe nên chúng có thể đẩy ngã người bên cạnh. Bởi vì kích thước nên việc chăm sóc cho loài chó này cũng luôn được chú ý tới, luôn bổ sung đủ lượng thức ăn, đủ chất dinh dưỡng để đáp ứng cho cơ thể của chúng. To lớn nên giống chó này cũng dễ mắc các bệnh về xương khớp, bạn có thể dành mỗi ngày một chút thời gian đưa chúng đi bộ để cơ thể dẻo dai hơn. Tuổi thọ của St. Bernard kéo dài khoảng 8-10 năm. Loài chó thứ hai, Newfoundland, người cứu hộ dưới nước. Newfoundland là giống chó khổng lồ, nặng khoảng 120kg và có thể cao tới 183cm tính từ mũi tới đuôi. Nổi tiếng vì khả năng bơi lội và cứu người trong lũ lụt, nhiều người gọi giống chó này là người khổng lồ nhẹ nhàng. Giống chó này có nguồn gốc từ phía đông của Canada. Chúng còn được gọi với biệt danh là giống chó cứu hộ. Trước đây, Newfoundland được người dân phía đông sử dụng với rất nhiều mục đích như kéo xe tuyết, chở đồ, cứu hộ. Bởi vì giống chó này thích nghi tốt với môi trường đông giá. Chúng còn thích hợp được cả môi trường trên cạn và dưới nước ở nơi lạnh giá như Canada. Newfoundland là một trong những giống chó hữu ích được người dân nơi đây rất ưa chuộng. Sở hữu một ngoại hình khủng, to lớn và đồ sộ, kết hợp cùng với bộ lông xù khiến thân hình của chúng càng to lớn. Newfoundland khiến mọi người phải khiếp sợ khi tới gần chúng. Mặc dù thân hình to lớn như vậy, nhưng giống chó này lại có những bước đi rất linh hoạt và uyển chuyển, không giống các chú chó to lớn khác. Giống chó Newfoundland mang cho mình nét tính cách hiền dịu và tình cảm, với thân hình khiến người khác khiếp sợ, nhưng khi tiếp xúc gần với chúng, bạn sẽ nhận ra Newfoundland vô cùng dễ gần và tình cảm. Ngoài khả năng cứu hộ tốt, Newfoundland còn có thể trông giữ trẻ nhỏ một cách đầy trách nhiệm, bản tính dễ bảo và vâng lời nên việc huấn luyện giống chó này cũng trở nên rất đơn giản. Loài thứ 3, Ngao Tây Tạng, kẻ khổng lồ trung thành tuyệt đối. Chó Ngao Tây Tạng được coi là mãnh khuyển của Trung Quốc khi sở hữu thân hình đồ sộ dũng mãnh, tính cách hung dữ nhưng tuyệt đối trung thành. Giống chó này luôn được đánh giá cao về sức mạnh khi có thể hạ gục được cá hổ và sư tử. Ngao Tây Tạng được coi là mãnh khuyển khổng lồ, là giống chó to lớn nhất thế giới khi chiều cao cân nặng mắc từng được ghi nhận lên tới 110kg và 1,2m. Chó Ngao Tây Tạng với hình thể to lớn được người dân bản địa ở vùng Himalaya huấn luyện vào việc bảo vệ gia súc và cuộc sống của họ khỏi những loài thú rừng nguy hiểm như hổ, báo, sói. Nhờ đó, tài năng giống này được mệnh danh là chúa tể của loài thảo nguyên. Vào thế kỷ 15, hai nhà thám hiểm người Ý đã phát hiện ra Ngao Tạng và mang về làm quà tặng cho giới hoàng gia. Thần khuyển triệu USD từng được xem là giống chó đắt giá nhất thế giới. Và loài chó này chỉ được nuôi bởi giới siêu nhà giàu. Năm 2011, một chú chó Ngao Tây Tạng lông đỏ có trị giá lên tới 26 tỷ đồng. Con số này đã đi vào lịch sử như một chú chó đắt giá bậc nhất. Nhưng tới khi thị trường suy thoái, phối giống lung tung, chó Ngao mất đi lòng trung thành bẩm sinh, cắn cả chủ nhân, người qua đường. Hình ảnh Ngao Tạng theo đó xấu đi, hàng loạt chú chó trở nên vô gia cư, bị dùng bỏ, đưa vào lò mổ. Hiện hữu trên trái đất đã 5.000 năm, từ loài thần khuyển triệu USD. Cho tới nay, Ngao Tây Tạng đã bị thất sủng phần nào và từng bị đánh giá là sẽ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, giống chó Ngao Tây Tạng thuần chủng sẽ không như vậy đâu nhé. Loài chó Ngao này oai vệ, tấn công mạnh mẽ và lì lợm. Ngao Tạng là giống chó săn tinh khôn nhất thế giới. Nếu như trở về miền đất quê hương Tây Tạng, chó Ngao sẽ có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng sẽ chiến đấu dũng cảm với các loài thú rừng sâu hung dữ để bảo vệ chủ nhân trên miền đất cao nguyên hoang dã. Tính cách hung dữ, hiếu chiến, ương bướng, có bản năng chiếm hữu cao và sự cảnh giác cao độ. Chính vì vậy, chúng không cho phép ai xâm chiếm lãnh thổ của mình. Loài chó này vì thế được đưa vào danh sách loài nguy hiểm nhất. Vậy nên, nếu bạn cân nhắc mua một chú Ngao Tây Tạng thì hãy huấn luyện thật tinh tế và kiên trì nhé. Ngoài ra cũng không nên nuôi chúng với các con vật nào khác, chúng sẽ chiến đấu vì lãnh thổ của mình. Loài thứ tư, Great Dane. Được UNESCO ghi nhận là loài chó cao nhất thế giới, Great Dane có kích thước nổi bật hơn bất kỳ loài chó nào khác.
Chiều cao tính tới vai phổ biến của chúng dao động từ khoảng 70-85cm, cân nặng từ 45-90kg, tùy vào mức độ trưởng thành của chúng. Những con có chiều cao càng lớn thì càng được khuyến khích và ưa chuộng. Kích thước lớn nhất của một chú chó này ngang ngửa với một con voi con. Mặc dù có thân hình khổng lồ và cường tráng nhưng loài chó này không hề cồng kềnh chút nào. Sở hữu kích thước khủng nên Gridden được mệnh danh là gã khổng lồ đồ sộ. Tuy nhiên, giống chó Gridden có tuổi đời thấp hơn khá nhiều so với những loài chó khác. Tuổi thọ thường thấy ở loài chó này là dưới 10 năm, một số trường hợp đặc biệt có thể sống tới 12-13 năm. Nhiều người thường thắc mắc rằng, tại sao một con chó khỏe mạnh, cao lớn như Gridden lại có tuổi thọ thấp như vậy? Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những loài động vật có xương sống từ bậc thấp tới bậc cao đều có độ tuổi tỷ lệ nghịch với chiều cao của nó. Và Gridden cũng không phải là một ngoại lệ. Do có chiều cao vượt trội trong tất cả các loài chó trên thế giới, nên đây là lý do vì sao loài chó này không có tuổi thọ cao như nhiều loài chó khác. Ngoài ra, trong nội bộ giống chó Gridden, nhiều con có chiều cao càng lớn thì tuổi thọ của chúng càng thấp và ngược lại. Giống chó Gridden trưởng thành và rất khỏe, chúng có thể chiến đấu với các loài vật to lớn như gấu, lợn rừng. Với thể lực vượt trội, loài vật này còn được sử dụng để kéo xe và truy tìm dấu vết. Loài thứ 5, chó săn cừu Anatoly. Giống chó này có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, dùng để chăn cừu và bảo vệ gia súc khỏi thú dữ. Chúng rất khỏe mạnh, cơ bắp và có thể nặng tới 60kg và cao 92cm tính tới vai. Chúng có bản năng săn mồi hoàn hảo và dũng mãnh. Chó Anatoly được rất nhiều gia đình lựa chọn làm vật nuôi thú cưng trong nhà bởi tính cách thông minh, thân thiện và năng động. Sở hữu vẻ ngoài to lớn cùng tính khí hoạt bát tự lập, chó chăn cừu Anatoly trở thành một người bạn đồng hành thân thiện đáng tin cậy. Loài thứ 6, Lerm Perger Đức. Lerm Perger được mệnh danh là giống chó khỏe nhất ở Đức, với thân hình như một con sư tử, to béo, vạm vỡ và rất cơ bắp. Chúng có kích thước cân nặng trung bình khoảng 50-70kg. Chiều cao của chúng khoảng 61-80cm, tuổi thọ từ 8-9 năm. Chú chó Đức này có một cái đầu khá to, đôi tai tương đối dài xõa xuống mặt, chiếc lưỡi luôn thè ra, cổ ngắn, mõm và mũi rộng. Thân hình dài có cơ bắp, răng phóc vô cùng khỏe khoắn. Chúng có một bộ lông khá rậm rạp và thường xù lông lên rất đáng yêu, lông phủ toàn cơ thể, buông dài ở phần ngực trông như một chiếc bờm. Thân hình to lớn nên đôi khi chúng rất chậm chạp. Trái với tầm vóc khổng lồ đấy thì chúng lại là giống chó có tính cách khá trầm tính. Đặc biệt hơn cả là chúng rất thân thiện với trẻ con, chúng cũng như giống chó trung thành và rất nghe lời chủ. Chúng thích sự yên lặng nên rất ít khi sủa, ưa vận động như kéo xe, đi bộ hay chở những vật nặng. Loài thứ 7, chó ngao bò Anh. Chó ngao bò là một giống chó trọi có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là một giống chó được lai tạo nhờ sự kết hợp đặc biệt giữa Bulldog và giống ngao Anh. Mục đích các nhà nghiên cứu lai tạo hai giống chó này là tìm ra được giống chó khỏe mạnh và hoàn hảo hơn về tính cách. Chó ngao bò sở hữu thân hình to lớn và khỏe mạnh. Kích thước của chúng rơi vào khoảng 45-60kg đối với chó trưởng thành. Thân hình của chúng vuông vức và nhìn khá nguy hiểm. Ngoại hình có chút hung dữ nhưng chúng lại mang trong mình nét tính cách ngoan hiền và tốt bụng. Ngao bò được biết tới là một giống chó thông minh và rất trung thành. Chúng cực kỳ thích hợp để nuôi làm nhiệm vụ cảnh gác và trông coi nhà cửa. Giống chó này có thể sống được ở nhiều môi trường khác nhau, chỉ cần được gần chủ nhân của chúng. Nếp sống yên tĩnh, không gây ồn ào chính là một điểm cộng khiến giống chó này được yêu chuộng nuôi trong các hộ gia đình hiện nay. Loài thứ 8, Lancer. Lancer có tên đầy đủ là Lancer Newfoundland, là giống chó lớn có nguồn gốc từ Đức. Khá nhiều người nhầm lẫn giống chó này với Newfoundland, tuy nhiên như đã đề cập ở trên, Newfoundland có nguồn gốc từ Đức. Nhiệm vụ chính của chúng cũng là hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giống nhiều người anh em to lớn khác. Bên cạnh đó, chúng có khả năng bơi lội cừ khôi không kém Newfoundland nên được giao nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân đánh cá. Một chú chó Lancer trưởng thành có cân nặng khoảng 68kg với chiều cao 70cm. Bên cạnh cơ bắp rắn chắc và cơ thể khỏe mạnh thì Lancer cũng sở hữu một bộ lông dày, mượt mà và lớn không kém. Bộ lông dày này giúp ích cho Lancer rất nhiều trong việc bơi lội và khiến chúng trở nên đồ sộ hơn. Loài thứ 9, chó ngao Pháp. Giống chó này có cân nặng bình quân khoảng 65kg với chiều cao trung bình là 75cm với một chú chó trưởng thành. Trong một số tài liệu có ghi rằng, giống chó này đã từng tham gia chiến đấu trong nhiều cuộc chiến tranh lịch sử ở châu Âu. Bên cạnh đó, đồ cừu cũng được sử dụng để đi chăn gia súc hoặc làm chó canh gác bảo vệ các lâu đài hoàng gia thời xưa. Giống chó này có đặc điểm ngoại hình khá đồng đều giữa các cá thể, với đặc điểm nổi bật là bộ lông màu đỏ nâu hung. Chúng cũng được xem là giống chó điềm tĩnh, tốt bụng và thân thiện với con người. Loài thứ 10, chó chăn cừu Kangan. Chó Kangan là giống chó thuộc một trong 4 giống chiến khuyển thế giới và là quốc khuyển của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng được xem như báu vật của Thổ Nhĩ Kỳ và hình ảnh của chúng còn được in lên đồng xu của nước này.
Thậm chí chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn kiểm soát và lưu giữ giống chó này rất cẩn thận. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã từ lâu chó Kangal được nuôi phổ biến và chúng được giao nhiệm vụ chăn gia súc. Với thân hình to lớn, dẻo dai cùng với sức khỏe của mình, chúng bảo vệ đàn gia súc thoát khỏi sự rình rập của gấu, chó sói. Chó Kangal đã đóng góp không ít công sức cho đất nước này. Vì vậy, người Thổ Nhĩ Kỳ xem chúng như báu vật và công nhận giống chó Sivas Kangal chính là quốc khuyển của Thổ Nhĩ Kỳ. Vừa qua thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về top 10 loài chó to lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn cảm thấy những thông tin này là hữu ích thì đừng quên like cũng như subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật những thông tin thú vị nhất có trong ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!